đây chú ơi, để nói chuyện. Rồi Vũ xin chào tất cả các bạn trên mọi miền đất nước ha. Thì hôm nay Vũ có con xe phun xăng điện tử FI đời 209 á. Đời 208. Lộn, 208. Thì xe tình trạng còn nguyên zin, đầu nồi nguyên zin. Nước sơn zin, bản số 4 con An Giang mình ha. Đây nước sơn zin lóc nó nè. Có bị bong chóc theo thời gian nè mọi người. Nó có bị bong chóc theo thời gian, không có đáng kể, tại xe ít sử dụng nên nó bị bong. Mấy cái này về rửa dầu ra đẹp lắm, thì xe khách đang xài, chủ đang xài, không có rửa dầu cái gì cho nên mình quay bán dùm cho ông chú thôi. Ổ khóa rin, dàn áo rin, mâm rin nha, máy rin, nồi rin, bốn nồi rin á, cái bô rin còn mới vậy nè. Xe An Giang trong cái dùng của mình là dùng không có đắt đỏ nên cái đèn trên rất là sạch. Để tình trạng xe là không rửa, chưa có rửa, giống vậy nè, chưa rửa nên mọi người về rửa là sạch bóng ngay chí ha. Mấy cái con ốc này còn bảy màu ha. Xe vậy là anh em biết còn em lắm á, là nước sơn nè ha, là cái cốt vừa đạp ha, con ốc cốt vừa đạp mới nè ha, ốc qua da nè ha, nó còn đóng bùn đóng đất nữa. Là cái cây cần thắng màu xanh ha, xanh đen ha. Ủa, cây này cây đen ha. Mấy con ốc ở dưới còn bảy màu ha mọi người. Gấp cái xét cái xíu ha, sườn không có xét ha, sườn có đóng đất cát chứ không có xét. Bị lai cây phục Madrid, phục Madrid này không có nhiều tiền bằng cây phục Nai hay là phục mấy loại kia. Thì mấy cái cốt đùm ấm chỉ rồi mà còn màu rất là sáng ha. Cái này rửa dầu ra đẹp lắm, tại vì xe đang sử dụng không rửa mình quay luôn à. Mâm gin ha, mâm đóng Anken gin ha, bô còn rất là mới, đít bô không có bị lủng ha, chỉ đóng cát đây thôi, chùi ra sạch ha. Mấy cái này là không có bị sơn lại ha, tả chính xác cho mọi người coi, dàn áo không có bị chày ha. Đây tem gin, áo còn gin, bản số em nói đây ha mọi người. Mâm có bị bong chóc theo thời gian chút ít không đáng kể, cản cũng bị bong chóc, da yên gin còn gin. Ông giúp con vợ này chú, tay con cầm này. Ốc cốt bên đây còn bảy màu ha, thì cái giá xe này thì anh em điện đi ha, điện mình sẽ có giá tốt cho anh em. Thì cái chú này là kế bên nhà mình, đây năm sản xuất 2008 ha, đắp xe còn mới chát ha, cái nắp dây sên còn mới lắm ha mọi người. Ốc này cũng còn màu ha, bị xe đang xem có cái chổi này nó bị mòn nè, chúng ta thay cái chổi mới. Cái lốc máy bên đây còn bảy màu, lốc máy này dài rửa dầu đầu rửa xà bông màu lại là mới lắm ha, cái cần số cũng còn hơi thêm bét, bên trong nhìn thấy cũng còn bảy màu. Dàn áo bên đây thì cũng không có bông, không có bị chạy, xe xài kỹ ha. Trên đây thì nó có kéo chỉ nè, kéo chỉ theo năm tháng nè, nó kéo chỉ cái bình xăng, nó kéo chỉ gin của nó kéo chỉ nước sơn gin, nó kéo chỉ gì á. Sườn ở trên đây không có bị xét ha mọi người, dùng An Giang này xe chúng ta khoảng số 4 con này chỉ ha. Rồi rửa ra yên còn khá là đẹp, cái da yên này có lạc rồi, yên bên trong còn khá là đẹp. Mấy góc này còn màu ha, màu màu. Quay xe rất là đẹp nha mọi người, tại vì nãy giờ mình quay rằng là nó có đống đất này kia, quay kỹ cho mọi người xem. Ông chú ông xe cái xe qua cái hướng này cho nó sáng, con quay vòng ra trước cái nữa rồi chú. Xe qua nó đây, xe qua cho sáng nó đi chú. Rồi sáng rồi. Đây mọi người chim ngưỡng ha.
mấy con ốc mà còn nước sơn như là rất là êm, ốc còn bảy màu nhìn lại rất là êm. Chỉ đóng đất thôi, giờ cũng coi ấy dầu vô rửa ra là mới chát à, đi lại thợ rửa mấy chục ngàn bạc à. Áo này có keo không chú? Không, áo này không có keo. Cái áo này có đây có dập đen miếng nè. Nó đi học với Long Xuyên với đậu sao cách sao không? Dắt ra dắt vô cọ quẹt ha. Bị dắt vô dắt ra đó. Cái đĩa mấy cái con ốc đĩa nó còn chấm nước sơn rồi ha. Để mình quay cái ở dưới khô gan cái quảnh ha mọi người. Nó chỉ dơ thôi, dính đất không rửa. Chứ khô gan cái quảnh không có bị cái nhớt. Ở nhà sơ sơ không chứ không có đem thò tiện đem bọng gì. Cái này về ngâm dầu là mới lắm luôn. Mấy con này nữa nè. Mấy con này còn 7 màu nè. Xe này qua tay lái là tao làm lên mới chát ngâm dầu. Còn xây cái hướng cái này dùm con cái vậy chú. Xây chỗ dách bên kia nó qua đây nè. Tại nhà mình tao hù xây ngược lại. À. Đó cái đầu bò còn 7 màu, cái cục thông còn sáng giới ha các bạn. Dơ. Yeah. Đầu bò còn 7 màu ha. Đầu bò thì không có cái dấu mà chìa khóa viết lên bị dẹo ha, không có. Đầu bò còn ghim, bên cái nồi máy bển nãy mình thử máy nó cũng còn ghim. Mà chú cho nổ máy cái chú. Nổ nẹt nẹt cái hai cái là nghe. Nè này có ít sử dụng là nó bong chóc theo thời gian nè. Máy thì nó cái nồi còn ghim nó kêu cọc cọc đó mọi người. Nó nồi còn ghim kêu cọc cọc, bánh chả về garanti nó kêu cọc. Chú nẹt lên chú hạ xuống cái. Nó nẹt lên hạ xuống kêu cọc cọc là nào còn viên đó. Cái xe này chúng ta chỉ về gửi dầu rồi thay cái chổi thôi, thay mấy cục thun này nó rồi. Còn vòng vòng thì xe đang hoạt động tốt. Rồi tắt máy đi chú ơi, để nó chuyện. Xe này rửa ra đẹp lắm. Xe này ở giờ cứ chạy đi về tắt cái xịt nước nước đỏ đỏ tắt cái này vô không cho cửa. Kỹ kỹ xe không đẹp nữa. Về chạy xe đã xe nó bốc giờ. Xe về ngâm dầu bát rồi đó. Rồi giá cả mọi người điện ha, rồi kết thúc clip mọi người. Chúc mọi người có luôn dồi dào sức khỏe ha.